Ly sẽ cập nhật cho cả nhà về cái màu sắc cửa màu dòng xe Cheyenne, Raider và Sonic của cửa hàng Liên hiện tại đang trưng ở đây nha. Và ngoài những cái màu này ra ở đây thì bên cửa hàng Liên còn có thêm rất là nhiều màu ở dưới kho. Thì cả nhà mình muốn tham khảo những màu nào đó thì cứ liên hệ trực tiếp với em Liên thì Liên sẽ gửi mẫu cho mình ha. Đặc biệt là khi tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm giá trực tiếp vào giá xe cho mình từ 1 đến 2 triệu đồng. Nhớ alo cho em Liên ha. Rồi đây Liên sẽ có em Raider màu bạc cam này cả nhà. Trong này thì Liên sẽ có được hai em nữa là màu đỏ candy. Về cái tem đỏ candy này Liên sẽ có trên em size chia luôn, thì lát mình sẽ đi cùng Liên đi ra sẽ xem từ đầu tới cuối, Liên sẽ có được cho cả nhà mình coi cái em size chia cũng là màu đỏ candy như vậy luôn. Raider thì mình thấy được đèn xi nhan nó sẽ để rời ra bên ngoài như này giống y như em size chia chính hãng á. Nhưng mà cả nhà mình á, tới cửa hàng mà muốn làm xi nhan gọn gàng trước và sau vào thì bên Liên cửa hàng Liên có hỗ trợ tích hợp xi nhan vào trong cho mình ha. Rồi về nữa những cái dòng xe này thì mỗi xe Liên sẽ lên mỗi kiểu phụ kiện khác nhau. Hàng em này thì Liên có lên 3 ga này, lên được kia bảo vệ két nước này, rồi lên được cái ốc titan này cả nhà. Đó, thì hoặc là viền đồng hồ. Cả nhà mình muốn đến cửa hàng mà gắn những phụ kiện như vậy hoặc là thêm những phụ kiện khác như phuộc mâm và chống nổ này kia thì Liên sẽ giảm cho mình từ 10% đến 70% về giá như món phụ kiện như vậy nhá. Nên là đi mua xe thì nhớ liên hệ với Liên là 0985794100. Vì đó có rất nhiều chương trình ưu đãi khi mình liên hệ qua online cho Liên như vậy nha cả nhà. Đó, rồi tiếp theo là Liên sẽ có được cái em xe chia nè, xe chia là màu xanh, em này Liên lên từ phiên bản chính hãng này cả nhà. Đó, rồi đây rồi em xe chia đỏ candy đây cả nhà, cực kỳ là đẹp luôn, có hai em này, hai em sinh đôi nha. Rồi thêm được em màu tím này và có được màu xanh tím titan này, cái màu là những cái màu này thì rất là bền màu và cực kỳ lâu xuống màu luôn nha cả nhà. Mình sở hữu màu này mình đi thấy là cảm thấy nó rất là mới, cực kỳ là lâu luôn. Và đặc biệt nữa những cái màu sơn bên cửa hàng em Liên sơn lên thì Liên sẽ bảo hành màu sơn trong vòng 1 năm cho mình nha cả nhà. Về xe chia chính hãng hay là Raider, máy móc và động cơ Liên sẽ bảo hành trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 cây ha. Rồi Liên có được em xe chia màu tím iPhone này. Đó, rồi màu trắng lên tem màu cam cũng như là màu trắng lên tem màu hồng này cả nhà. Xe chia thì hiện tại cửa hàng Liên đang bán có giá dao động là từ 43 triệu cho đến 47 triệu là tùy màu. Và Raider thì giá cũng từ 42 triệu 500 cho đến 44 triệu 500 tùy màu nha cả nhà. Góp Raider và xe chia thì đứng trước giúp em Liên là từ 5 đến 6 triệu ha. Tiếp theo mình trên này Liên sẽ có được 5 em Sonic, 6 em Sonic này cả nhà. Đây là hàng này Liên để màu sơn 3D hết luôn nha. Nên có như là cái màu xanh lên tem màu đỏ này. Đó, rồi màu trắng, hàng này Liên có hai em màu trắng lên cái tem chữ màu đỏ ha. Đó, rồi màu tím iPhone này, rồi màu xanh tím titan, đó, rồi màu xanh ngọc này, rồi màu xanh xi măng nữa này, đó. Thì xe chia cái mâm của em này nó sẽ có màu mâm kiểu dạng chữ Y như vậy này, thì mâm zin sẽ có hai màu là màu đỏ và màu đen. Anh chị em mình đến mua xe muốn lên mâm màu nào bên Liên cũng sẽ có cho mình ha. Ngoài ra thì như trước kia Liên sẽ có một cái mâm kiểu như là ba cây như này là mâm độ nha cả nhà. Đó. Về Sonic cũng vậy, cũng như xe chia và Raider thì ở đây gần như Liên để màu sơn 3D thôi. Còn màu jean thì ở bên kho cửa hàng Liên có đủ hết, không thiếu màu nào luôn. Thì anh chị em mình muốn tham khảo hay muốn sở hữu màu nào thì cứ liên hệ với em Liên là 0985794100. Số điện thoại Liên để đầu video, đến cuối video thì Liên sẽ tư vấn kỹ cho mình hơn. Và có thể là những cái màu này nếu mà cả nhà mình không ưng những màu cửa hàng Liên thì bên Liên sẽ có hỗ trợ là sơn, độ màu sơn theo nhu cầu của mình. Nên mình muốn tham khảo màu nào thì cứ liên hệ với Liên, Liên sẽ sơn lên trong những màu theo nhu cầu của mình nhé. Rồi video sau thì mình cần liên hệ về những dòng xe nào thì hãy comment ở dưới chân thêm một nút like nhé. Bye bye.